Chào các bạn, hiện tại kênh mình đang bị mất đề xuất dẫn tới một số bạn không nhận được thông báo từ channel của mình. Để nhận được thông báo, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký, kích vào chuông, bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Crazy Craft tập tiếp theo. Và trước các bạn đến video này, nếu như bạn nào thích là tiếp tục series Crazy Craft thì đừng quên giúp mình đạt 777 like cũng như 37 lượt chia sẻ và đừng quên ủng hộ cho channel Minh FF cũng như là Minh MC của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào, let's go. Trong tập trước chúng ta đã đi đánh được tòa tháp của The Win nữa các bạn và kiếm được một bộ đồ, nhưng mà bộ đồ này á nó chưa là phải là bộ đồ khỏe nhất nha các bạn, tại vì á nó là đồ ở trong rương và khi mà lấy từ trong rương ra thì nó sẽ không có enchant. Nhưng mà sau này thì mình sẽ đi đánh con Godzilla các bạn. Godzilla đúng không ta? Godzilla ghi gì đúng không ta? Hay là God như thế này ta? Godzilla. À đây 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 đây. Thì chúng ta sẽ có được cái bộ đồ này, nhưng mà bộ đồ này hình như là nó khác bộ này mà. Ơ kìa. Cái mấy ông kia comment lừa mình à, nhưng mà không sao, để bây giờ mình sẽ chứng minh để coi thử coi chúng ta có thể có một bộ đồ The Win mà enchant không nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi vào thế giới của The King và The Win nha. Mình sẽ đánh nhau với lại The King và The Win luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ trước khi mà đánh nhau với lại The King và The Win á, thì mình sẽ sắp xếp đồ đạc các thứ lại một tí để chúng ta có thể chuẩn bị đánh nhau được nha các bạn. Và để xem coi The Win và The King sẽ có cái gì nha các bạn. Let's go. Hiện tại là mình đã đi vào thế giới của The King rồi nè các bạn. Nhưng mà ở đây mình chỉ có lưu được một điểm là của TW, chắc là The Win quá các bạn ơi. Thì chắc là mình thử qua mình đánh The Win trước ha. Đây, từ từ mình qua mình đánh The Win trước. Ơ kìa. Rào, quên chưa bọn. Đây, TB The Win với chúng tôi à. Đây rồi. Đâu, The Win đâu? Tính tiền The Win luôn. Đâu rồi, The Win đâu? Đây rồi các bạn coi nè, để mình coi thử mình tính tiền được The Win không nha. Chứ tầm này chắc là không tính tiền được các bạn. Đây, bài báo ít bên lên. Đấy, ui, mình không đánh trúng được các bạn ơi. Từ tắt cái bài cái, không đánh trúng được, 6.000 máu. Ui, khó đánh lắm. Đây, thấy không, bạn thấy không, mình có cái ô hitbox ấy. Nhưng mà sao đánh trúng nhờ. Đấy, nhưng mà nó cũng quýnh mình cũng không mất máu nha. Nhưng mà có vẻ là độ bền giáp có vẻ đi chút rồi đó. Nó quýnh mình không mất máu bạn. À, hình như mình nhớ là cái con The Win này hình như là mình phải đánh vào cái cục này nó mới mất máu luôn các bạn. Đây nè, đánh vào cái cục này nè. Đáng lẽ đánh này là mình chém là mất máu nè, thấy không? Các bạn thấy có mấy cái ô vuông bay ra không? Ơ kìa, sao vậy? Ơ kìa, quýnh gì không mất máu à? Không muốn quýnh lộ luôn à. Trời ơi, chán chưa? Nó nhìn thấy mình là nó chán rồi các bạn. Nó đâu muốn quýnh đâu, nó đâu muốn quýnh mình đâu. Ơ kìa, đáng lẽ mà quýnh là phải mất máu chứ. Sao nó không mất máu nhờ? Vô lý nhờ. À, phải đứng gần mới đánh được các bạn ơi. Mặc à, hình như nó kháng hiệu ứng hay sao á. Vậy đúng rồi, nó kháng hiệu ứng rồi. Tức là nó kháng phép thuật ấy. Cái kiếm mình quýnh ra cái hạt phép thuật kìa không? Nó kháng các bạn. Như vậy là nó kháng hiệu ứng với chúng tôi à. Kháng với chúng tôi à. Đứng gần quýnh mới trúng các bạn. Đứng gần quýnh mới có gây đam. Nhưng mà một đam của mình chém bao nhiêu máu ta? Mình chưa nhìn thấy nữa. Một đam mình chém nhiêu máu thì mình chưa thấy. Từ từ để mình coi. Ơ, hồi máu lại rồi. Ok. Ok, hồi nãy chém 5.700, 5.800 rồi mà. Phải trưởng chơi game lừa thế. À, 120 máu. Như vậy trung bình là nếu mình muốn đánh chết nó mình phải chém 50 phát liên tục. 50 phát dính nhưng mà nó quýnh hất tung quá, sao mà đánh được 50 phát dính. Lừa vãi chưởng thôi. Rồi mình để mình đi kiếm The Win trước đi. Không, quên The King trước đi. Con The Win này khó nhai phết đó các bạn. Mặc dù nó quýnh không bóng máu mình nhưng mà cũng khó nhai phết đấy. Rồi để mình đi kiếm con The King cái nhà. Nếu mà tìm được The King thì mình sẽ đánh The King trước đi. Con The Win này khó nhai phết bạn. Phải nồi các bạn à. Đi tìm The Win The King chứ, thì lại ra tiếp tục The Win nữa. The Win 1 đây. Phải, mình đâu có cần The Win đâu. Thề, đang muốn đi kiếm The King mà kiếm không ra, nãy giờ đi khá xa bạn coi. Đi 4.000 block rồi đó, từ bên kia đi qua đây bay 4.000 block rồi mà vẫn chưa kiếm được cây của The King. Chỉ kiếm được cây của The Win thôi. Và mình có một cách để có thể tiêu diệt được The Win nữa các bạn. Thì bây giờ mình giết con The King cái nãy đi. Rồi từ từ mình sẽ tiết lộ cái cách đó cho các bạn nha. Chứ bây giờ nói thì còn gì là hấp dẫn nữa đúng không? Rồi bây giờ để mình đi kiếm cây của The King cái đã. Uầy, hình như là mình phát hiện ra ở vị trí này là cái tháp của The King thì phải các bạn. Và hình như là bên trong chúng ta sẽ có trứng của The King đúng không? Đây nè. Và nãy giờ mình đi
cái chỗ này là chỗ thứ hai đó bạn, cách 5000 block. Thì đi nãy giờ vẫn không thấy được cây của The King luôn. Tốn thời gian thật sự luôn các bạn. Để mình xem coi cái này là cái gì. Nếu như là nó là cái trứng của The King thì ngoan. Đây xuống. Trời ơi lâu mở. Lâu vãi cả trưởng. Rồi đúng là như vậy. Mình spawn ra The King. Ủa spawn ra. À spawn ra The King luôn. Chứ không phải là trứng của. À mình tưởng đâu là con bét The King các bạn ơi. Thì spawn ra The King luôn thì quýnh luôn. Ừ thế thôi mình quýnh ở đây cũng được. Quýnh đâu cũng là quýnh mà đúng không? Quýnh đây đi. Nhưng mà con này hơi khó nhơ, khó sơ nha. Nhưng mà đánh ở đây thì mình lại không có mấy cái cây. Không có cái cây khoáng sản các bạn. Chủ yếu là cần phải có cây khoáng sản. Ơ kìa. Sao vậy? Tự nhiên đang đánh nhau đi đâu vậy? Này bị ngáo rồi anh em ơi. Này mình chịu hồi. Ơ đang đánh nhau đi đâu vậy? Ôi con này nó hồi máu. Nó hồi máu, tính ra nó hồi máu chậm hơn The Wind. Nhưng mà cũng này mà quýnh được nhiêu máu một lần vậy ta. Không biết mà quýnh được nhiêu máu mà nó, mấy cái con này nó có hất tung khó chịu ghê luôn á. Nhưng mà nó hồi máu chậm hơn nha. Dính không? Không dính ta, quýnh chúng hút tóc rồi mà không có máu bạn. Lừa thật sự. À chúng. Ơi đừng hồi máu. Uầy, con này tính ra hồi chậm lắm. Đấy bạn thấy không? Một lần hồi lần 5 máu còn con The Wind thì nó hồi nhiều hơn. Rồi bây giờ để mình dứt nó coi. Cố gắng đánh coi. Quýnh không trúng các bạn. Ê, mặc dù cũng bay rồi đấy, nhưng mà cũng trúng. Cây thật sự, mày hả bưởi. À, đúng rồi. Đây, biết rồi, quýnh dưới cái lồng ngực đó. À, mày hả bưởi. Chạy đâu sau. Chạy đâu, ok. Đó, trúng. Úi, đừng hất tung. Đây, mình có thể giết được con này các bạn. Trời ơi, nó hất mình bay lên cao vãi trưởng này. Tầng thứ nhiều, 189 rồi. Vãi nồ, nó hất mình lên. Tới tầng 189 rồi. Uầy, nãy giờ quýnh được 200 máu. Ê, hey. Đừng hồi máu là được. Hất tao cũng được nhưng mà đừng hồi máu. Uầy, đồ hư gần hết mày, sợ là không đủ độ bền đồ để mà đánh nó đấy. Tại vì nó hất tung khá nhiều, quýnh không mất máu nhưng mà độ bền sẽ hư. Đấy, ơi quýnh không trúng được nhờ, khó chịu ghê luôn. Kìa. Ừ. Cái gì đây? Phải nó quýnh mình hồi
sao đi bay qua bên con đồ win với con đồ kinh luôn các bạn, hai con win mình lần luôn. Gì đây, chơi game mà chơi hội đồng à? Ơ kìa, chơi game hội đồng à em ơi, cái nào nó win kìa. Ôi gì đây, con nó win, nó win không kịp thở luôn các bạn, phải trưởng thật sự. Ui win rồi xong rồi tự nhiên thành một đồ win một đồ kill luôn, solo hai con một lần luôn, ai đánh cho lại. Ê, nãy giờ win được đúng 1000 máu luôn các bạn, win nãy giờ được 5-10 phút rồi đó, 10 phút rồi đó, được đúng 1000 máu. Win gì mình căng thật sự các bạn, win nãy giờ mà được đúng 1000 máu thôi á, rồi sau đó còn hồi lại nữa, nãy giờ mình chém hoài không có trúng được, không có trúng được nó, phải đứng ở dưới á, đứng dưới nó mới chém trúng nó được, đứng trên nó là chém không bao giờ trúng được nó các bạn. Đấy, nó ngay cái phần ức của nó đấy, cái phần chỗ này nè. Đấy, và đồ cũng sắp hư rồi, chắc là mình phải quay trở về đó bạn ơi, không ổn rồi, không được rồi. Giờ mình sẽ lưu tọa độ ở đây thôi. The King thôi, cái lưu của The King là tí nữa mình quay lại thôi, chứ bây giờ tầm này khó rồi. Thôi xuống. Không được, quýnh được, quýnh lại. Mình có cách nhưng mà bây giờ mình sẽ phải quay trở về thế giới thường cái đã nha các bạn. Bây giờ kế hoạch của mình là mình sẽ sử dụng những cái quả trứng này nè các bạn. Đây, mình sẽ spawn con này ra. Đấy, đây nha. Sau đó là mình sẽ cho nó ăn khoáng sản các bạn, ăn vàng, ăn sắt, ăn cái gì đó thì để cho nó lớn lên các bạn. Đây, nó sẽ ăn khoáng sản. Ừ. Đập ơi. Đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho nó ăn tiếp. Ơ kìa. Xuống đây. Ok. Sao xuống từ để mình cho nó xuống dưới các bạn, lấy đôi giày này cái. Đây, xuống đây. Ăn nó lớn như con được kia luôn. Đây từ từ coi. Ăn ơi. Đấy. Ui, ủa. Ủa nó lớn chưa ta? 3000. Ủa hình như con này 3000 là to nhất rồi đúng không? Không, từ để mình cho nó ăn thêm nữa coi. Để coi nó ăn được không? Biết đâu được nó ăn được vàng không ăn à. Chỉ ăn kim cương thôi à. Vãi chưởng các bạn, chỉ ăn kim cương thôi, không ăn vàng. Từ để mình coi, hình như là đợt mình nhớ là mình có con một quả nữa, một quả của con đâu rồi ta? Cái quả của con kia đâu ta? Mình có hai loại trứng lận, một cái loại của con The Win nữa. Ơ kìa, đâu rồi? Ôi, sao mấy con này nó đánh? Bữa mình nhớ mình lấy vô bỏ trong ba lô mà ta. Giờ đâu rồi? Ơ kìa, hồi bữa mình, các bạn nhớ quả trứng màu xanh xanh không? Đây rồi, đây. Spawn đây. Đây rồi. Đó, nhưng mà như nó không ăn cái cục vàng. Nó không ăn vàng các bạn, nó chỉ ăn kim cương thôi. Phải rồi, biết lựa đây, biết lựa cái để ăn vậy, ăn kim cương không? Thì ăn kim cương không thì sao mà đủ kim cương cho nó ăn được. Từ để mình coi. Sao mở không được? Mở không được này. Này, từ để coi ăn một cục kim cương nó có to lên không. Mình sẽ đem hai con này vào nha các bạn, để làm gì? Mình đem hai con này vào để đánh nhau với là mấy con kia, không biết là nó có đánh lại the win với lại the king không, nhưng mà chúng ta thử thôi. Nhưng mà vào thì chúng ta phải dẫn tụi nó đi cơ, tụi nó như không có di chuyển theo mình, tức là tụi nó không có dịch chuyển theo mình ấy, mình tele là nó sẽ không có đi theo mình được đó, nên cho nên mình phải bay cùng tụi nó cơ. Này này rồi đâu rồi luôn, phải cho ăn nhiều mới to. Căng nghệ. Chà, nhưng mà như là nó bự ngang được the king nữa bạn, nhưng mà máu có 3000 à. Giờ sao ta? Hay là mình phải đi xuống từ từ nha. Từ để mình đi xuống mình lấy reminer mình đào miếng kim cương vậy. Chứ giờ biết sao giờ. Đấy, để mình đi xuống đây mình đào miếng kim cương nha. Đơn giản mà, reminer đào kim cương nó quá là điều bình thường luôn. Thôi đừng có đi theo nha, đi theo chết đấy. Đây, để mình xuống mình lấy miếng kim cương đi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Ok, sao không có kim cương? Thì khó khăn vậy. Rồi mình kiếm được 23 cục kim cương các bạn. Để xem nữa coi 23 cục kim cương cái con nhỏ của mình nó có lớn không. Đây, con bay. Thì bay. Cái gì đây? Bay cái gì linh tinh. Rồi xuống đây. Ừ đúng rồi, xuống đây. Con, hay là con này không lớn nhờ. Con này ăn không? Con này vẫn ăn nha. Ôi mình nhớ con này hình như nó vẫn có lớn mà ta. Hay mình nhớ nhầm nhờ.
Hay là mình nhớ nhầm ta, thôi kệ đi. Giờ mình thử đem con này vào đánh với lại The Win và The King thử coi như thế nào nha các bạn. Vô. Đây rồi. Xong. Mày hả bưởi, đâu rồi? Ui, nhưng mà bây giờ đi vô đây mà muốn tới chỗ The King là phải đi khoảng tầm 9000 block. Ui. Thôi kệ, đi cũng được, bay cũng được bạn. Để mình qua mình coi thử coi. Nếu như không có The Win, không có The King thì mình dứt con The Win luôn cũng được. Để xem nó coi bet của mình mạnh hay là The Win mạnh nha các bạn. Phải rồi các bạn, ở đây vẫn có trứng này. Mình vừa mới vô đây mình kiếm được thêm cái trứng nữa. Hay là cái này lúc này cũng có trứng ta. Cái tòa tháp này thì nó cách cái chỗ kia khoảng tầm 2000 block. Hay là mình dứt con The King ở đây luôn đi. Đây để mình thử spawn con The King ra nữa nha các bạn. Đây, chơi luôn, sợ gì. Ra. Đây. Quýnh đi, quýnh nhau đi. Quýnh nhau đi. Ok. Nó quýnh, ok. Ok. Sao nó... Ok, nó quýnh mình sao mấy... Ok. Mấy con... Sao mấy con này nó không quýnh đi. Ok. Nó quýnh mình kìa. Ok, nó quýnh cao kìa. Rồi luôn, nó không quýnh các bạn ơi. Mấy con... Ui, bét ngu tê. Bét ngu thật sự đêm. Ôi dồi ôi, bét tên này thì chết tôi. Trời ơi, tưởng đâu chịu hồi nó ra để nó quýnh anh em. Ai về nó quýnh. Đây, nhưng mà được cái mình bay dưới này thì sẽ ngon nè. Tại vì mình cứ bay dưới là mình quýnh được. Mình quýnh được nó. Chứ mình bay ở trên nó là mình không quýnh được nó nha. Đấy, mình cứ bay dưới là mình quýnh được nó nè. Cứ xếp. Thôi, lùi xuống. Thả giày đây. Mình phải thấp hơn nó. Đó, mình cứ đi tới như vậy nè. Là mình sẽ quýnh được nó. Đấy. Mày hả bưởi. Mày, trời ơi. Nó bét mà nó đâu chịu quýnh mình. Nó không chịu bảo vệ mình. Thấy thế mình bỏ cái giày ra cũng được, còn gì mình mới mang giày làm gì ta, đúng không? Đó, không mang giày bay nó dễ hơn nè. Đấy, và hiện tại là nó mất nhiều máu rồi, 6200 rồi nè. Ủa sao giống nó quýnh mình luôn vậy, giống hai con cùng quýnh mình vậy kìa. Đừng vậy nha, đừng vậy nha. Hình như giống hai con cùng quýnh mình vậy các bạn. Ê, vãi chưởng à. Đấy, mình bỏ cái giày ra tại vì cái giày nó có cái dòng gì rơi nhẹ 10 á. Ok, ở dưới kia có một con nữa. Quá nhiều The King. Ui, khó quá các bạn ơi. Không được rồi, không ổn rồi, quýnh không ổn rồi. 6000, ôi mình phải thấp xuống, mình phải thấp xuống rồi quýnh được. Đấy, nhưng mà vẫn quýnh được nha. Bây giờ mình sẽ tập trung mình đánh đó nha các bạn. Tưởng gì dâm ban The King này quýnh được.
mình đã biết cách khắc chế con. Ui giời ơi, ha ha ha. Này này thì ăn hiếp chúng tôi này, 1000 máu chết đi. 1000 máu, 1000 máu. Ui yeah, ui yeah, ui yeah, nhanh nhanh. 300 máu, 270 máu, 150. Oh jeez. Ồ, 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 tí chưa. Ui. Ủa. Cái gì đây? Cái gì đây trời? Cái con đó là quá cùi bắp các bạn. Cái con Prince gì vậy á. Mấy cái con hoàng tử, hoàng đồ gì cùi bắp, cùi chuối không các bạn ơi. Thề. Cùi vãi chưởng à. Biết sao không? Nó không đánh các bạn. Nó toàn bay vòng 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 thôi. Ok. Gì đây? Điên à, gì nữa. Cho người ta lụm đồ. Uầy, ở đây lại có thêm một cái tượng của The King nữa hả? Thôi. Uầy, mình đánh chết quá trời luôn các bạn. Đồ rớt này. Nhưng mà nó vẫn có rớt cái bộ đây nè, cái mũ nè. Sao mũ rớt nhiều vậy? Nãy mũ vừa mới nhặt cái mũ. Ủa? Đó, vừa mới nhặt cái mũ đúng rồi. Vừa mới nhặt cái mũ mà. À, cái quần. Cái giày, cái quần. À. Wow, có cả những cái bộ đồ của siêu anh hùng rồi nữa các bạn ơi. À, cái áo đâu? Đây nè, bây giờ phải nhặt từng món các bạn à. Tại vì nó rất rất là nhiều món nha. Uầy, có màn hình tivi đồ tè le học me hết. The King này tổng hợp bắt gì? Bách khoa toàn thư. Ê, cái gì đây? Cái con bét à? Bét gì đây? Enderman à? Uầy, bét xịn vậy. Nhưng mà bây giờ mình đang kiếm cái áo The King đâu? Ồ, kiếm. Uầy, cái kiếm đây rồi. Đây ơi, lại thêm một cái kiếm các bạn. Nhưng mà không có cái áo nè. Ơ kìa, cái áo đâu? Cái áo của tôi đâu? Ơ? Kiếm ra cái áo ta. Hay là áo nằm trên này xong rồi bị cháy rồi. Có thể là áo nằm trên này nó rớt tùm lum mà các bạn. Uầy, các bạn thấy chưa? Khó đánh. Ở đây áo nè. Đó, phải có chứ. Uầy, có gì? Batbell. Batbell là cái đai lưng của Batman đó các bạn. Trời ơi, nhiều đồ lắm. Nói chung là nhiều đồ quá. Con này rớt. Ui, ui, ui. Rớt cái máy nữa. Rớt cái máy rồi. Thôi. Bình tĩnh. Lụm cái máy vô. Uầy, cái máy này để làm cái gì đố bạn biết luôn. Cái máy này là cái máy từ để nói là đố bạn mà. Uầy, phi tiêu của Batman à. Wow, còn gì nữa không ta? Trời ơi, để mình coi còn cái đồ gì ngon lành nữa mình nhặt được nữa không. Thì mình nhặt về để dành. Nhiều khi có mấy cái đồ của mod siêu anh hùng mà mình phải chế tạo các bạn. Cho nên mình nhặt về mình để dành cũng được phết ấy. Đùa đâu, pháo hoa đồ nữa nè. Có gì nữa ta? Cục gì đây vậy? Giống cục bedrock vậy? Phải đúng không? Chẳng phải đâu. Grimstone Double Berry Pancake bánh nè. Ơ kìa, hình như là cái gì đây? Mấy cái đồ của siêu anh hùng thì nhiều lắm các bạn. Biết bao nhiêu là đồ cho nên chắc là mình khỏi nhặt đi. Mình cần thì mình sẽ chế tạo chứ bây giờ nhiều quá mình đâu có đủ chỗ để nhặt hết đâu. Trong đây rớt một đống nữa, này nó rớt thêm một đống nữa nhưng mà nó bị cháy bớt rồi. Thề nó quýnh à, ấy. Chó sói à. Cái đầu cũng chó sói các bạn. Vãi chưởng. Tưởng cái gì ngoan ấy, ghế gaming nè các bạn ơi. Bad computer. ghế quay xoay được luôn. Đẳng cấp. Wow. Uầy, đồ của đồ kinh hài tới, đồ kinh hài tới nhờ. Phách nè. Ôi, nước dẻ nữa. Vãi chưởng. Quay con bét này. Slam bét này là cái gì? Nó sẽ giúp mình cái gì đây? Certain đét là cái gì ta? Nói chung là bỏ đi con slam này cùi lắm. Thấy slam thấy cùi rồi. Có cái con bay không? Con nào mà con bét bay không? Mình khỏi còn biến thành con play. Gì đó ta? Quê hả? Mấy cái này có hết rồi. Quầy có cái máy nghiên cứu gì nữa kìa. Stone Mac. Quầy có cái máy nghiên cứu gì nữa kìa anh em. Đây nè. Cái ống nhòm. Vãi chưởng, quá nhiều đồ luôn các bạn ơi. Nói chung là cũng khá là vất vả để có thể tiêu diệt được cái con The King này đấy. Đây, có trứng nè, vô đây chắc là lại có trứng nè. Ủa, phải không ta? Đây nè, chỗ này nè. Ui, đó, nhưng mà nó, đó. Trời ơi, lại chịu hồi đây lại đánh tiếp hả? Nhưng mà các bạn phải có một cái vị trí đó các bạn đứng để cho con The King nó đừng có hất tung các bạn. Chứ nó hất tung các bạn đánh khó trúng lắm. Đấy, con này bấm chút phải là teleport rồi. Ui, nó ăn cái gì vậy? Con này ăn obsidian nứt gịch nè. Phải chữ. Ý, cái gì vậy? Thôi, mày cù bắp, cù chuối. Đánh gì?
Trời, mình vô đánh với con The King nó chả đánh gì các bạn. Nói chung là The King cũng khá khó ăn, nhưng mà The Win không biết thì sao. Nhưng mà cứ từ từ đi, chắc là tập này chỉ có thể tiêu diệt được The King thôi các bạn ơi. Quá vất vả luôn. Thì ok các bạn ơi, nếu như bạn nào thích mình tiếp tục đánh với lại The Win thì các bạn đừng quên là xin một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên kích vào chuông rồi nhận những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.